Chào cả nhà đã quay trở lại với cái kênh hàng độc của Windy ha. Thì hôm nay Duy có chuẩn bị một cái áo M51 để giới thiệu với mọi người. Cái áo này cũng đã được lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nó sản xuất và ra đời năm 1951. Nên năm ra gọi là mẫu này là mẫu M51 ha, cũng giống như là để so sánh giữa cái M51 và cái M65 khác nhau ở chỗ nào. Phân biệt giữa hai cái áo đó thì tớ có chuẩn bị ở đây cũng một cái áo M65 size small short, sản xuất năm 1966, để mình có cái sự so sánh giữa hai cái áo, cũng giống như là để cách phân biệt đời của áo ha, và cũng giống như là một chút giới thiệu về áo để cho anh em biết ha. Rồi ok, bắt đầu nha. Thì đầu tiên tôi nói về cái áo M51 ha. Cái áo M51 thì đây tôi quay một vòng cho các bạn coi, nó khác biệt đầu tiên nó là xài khóa rất nhiều. Cái áo M65 xài đa phần là các miếng dán ha, các miếng dán còn M51 thì nó chỉ xài đúc ha. Đó. Đây đầu tiên là cái tay áo. Tay áo thường thì cái M65 cái tay áo nó dài hơn cái áo M51, và đặc biệt nó sẽ dài hơn cái phần bát tay. Áo M51 nó có cái bát tay tam giác này ra để phủ cái mu bàn tay, đặc biệt trong một số trường hợp sẽ phủ bàn tay. Thì sự cải tiến của cái M65 là nó có thêm cái bát tay này, và cái bát tay này có thể gấp vào trong thêm bằng một miếng dán. Còn cái áo M51 thì nó khác ở chỗ đây là cái bát tay nó có hai cái cúc, nó có hai cái nấc ha, một cái nấc trong và một cái nấc ngoài. Thì bạn muốn gài cái nấc nào thì bạn gài ha. Đó, ví dụ như là nhiều khi mình muốn ấm hơn thì mình gài cái nấc trong, còn muốn thoáng hơn thì mình gài cái nấc ngoài để rút cái tay lên đây. Đó, ví dụ nấc trong thì mình không rút tay lên được, nhưng mà nó sẽ rất là chặt và ấm. Còn nếu mà bạn muốn rút cái tay lên cho nó phong nhé, ha, thì mình sẽ gài cái nút ngoài và mình rút lên, rất là đẹp ha. Đó. Thật sự nếu mà các bạn search các hình của lính Mỹ tham gia trong chiến tranh Việt Nam mình thì đa phần họ chỉ xài M51 chứ họ không xài M65 ha. Đó. Đây là cái áo M51. Rồi cái điểm khác biệt thứ hai của cái áo M51 và M65 là cái gì? Đó là cái cổ áo ha. Đây là cái cổ áo nha. Cái cổ áo thì nó khác ở cái chỗ là nó là cổ đứng, cái cổ bẻ chứ không phải là cổ trụ ha. Nó là cái cổ trái tim hay gọi là cổ trái tim ấy. Đó, thì cái cổ áo của cái này nó khác hoàn toàn cái áo M65, là cái M65 là nó cổ đứng ha. Cổ đứng và gài cái này qua. Gài cái đoạn này qua. Còn cái M51 thì nó là cái cổ bẻ và gài nút ha. Cái cổ mình nó hơi bự nên mình gài nút nó hơi khó, nhưng mà mình sẽ gài cho các bạn coi. Đó, là nó sẽ gài nút như vậy để ôm cái áo lại như vậy ha. Mình không gài nút là bởi vì tiện còn giới thiệu tiếp. Đó, là khi mà mình mặc cái áo này á, thì nguyên lý nó sẽ gài nút như vậy ha. Rồi, tiếp đến điểm khác của nó là cái dây rút. Cái dây rút bụng á, thì cái áo này là dây rút bụng ở phía ngoài. Nó ở phía ngoài này và nó không phải là phía trong ha. Còn cái áo M65 thì cái dây rút nó lại nằm phía trong cái lót chứ không nằm phía bên ngoài. Đây mấy bạn coi nè, cái này là cái dây rút bên trong của áo M65 và cái dây rút của M51 là nó nằm bên ngoài. Rồi tiếp đến cái chất vải thì đương nhiên về cái chất vải của cái M65 nó mịn hơn, còn cái chất vải M51 thì nó đơ hơn. Nhưng mà cái màu xanh, theo tôi đánh giá nha, cái màu xanh của cái M51 nó đẹp hơn cái màu xanh của M65. Màu xanh của M65 nó sáng đẹp theo kiểu kia, còn cái kia thì nó phủi phong trần hơn ha. Tôi vẫn thích cái này hơn. Về cầu vai, về tay thì không nói, nhưng mà về cái nút áo ha, về cái nút áo thì cái nút của M51 á là nó hơi nâu nâu ha, nó hơi nâu nâu và nó nhỏ hơn. Còn cái M65 á, cái nút của nó xanh và nó bầu hơn, bầu tròn hơn ha. Đó là cái khác của cái M51 và M65. Rồi tiếp đến nó là một cái khác nữa, đó là cái lót. Cái lớp áo hai lớp thì cái lớp bên trong của cái M65 là nó may liền vô luôn, nó may liền vô trong cái đuôi áo luôn. Còn cái M51 là nó may liền cái đuôi áo. Còn cái M65 á thì cái lót nó có thể lật lên lật xuống được, nó không có may liền, nó tách rời ha. Đó là một trong những cái yếu tố khác nữa của cái M65 và M51. Thì vì cái M51 á, nó có cái
M51 nó không có cái dây khóa cổ để giấu cái nón như cái M65. Nhưng mà cái M65 thì nó có một cái dây khóa cổ này. Và khi mình mở dây ra thì nó sẽ có một cái nón giấu bên trong này. Cái nón này là cái nón để phủ khi đi mưa chẳng hạn vậy, hay lúc mà mình lỡ vô tình đi đường lính mà đi rừng mà gặp mưa thì họ, hoặc là gặp thời tiết buổi tối họ cần ngủ để giữ ấm cơ thể, họ sẽ lật cái nón này ra và phủ lên trên, che chùm kín cái đầu lại ha. Tôi thử cho mọi người coi nè, cái nón này rất là hay nha. Là ví dụ như bạn đang đi ngoài trời bạn mưa bạn gặp cơ, bạn phủ bạn rút cái dây này lại gần như là kín luôn. Và được một cái hay là cái chất vải của cái lính này, nó thiết kế cái áo lính thiết kế rất là hay. Nếu mà dạng như mưa phớt hầu như rất khó để ướt cái áo này, nó gần như nó trôi tuôn theo cái áo luôn, giống như nó có một lớp sáp trên bề mặt áo đó. Cái tớ không rõ là như thế nào, nhưng mà nếu mà cái áo bình thường này nhúng vô nước dở lên nó vẫn khô nha các bạn, hầu như là vẫn khô, nó cảm giác nước nó tuột theo luôn theo khi mình dở áo luôn, chứ nó không có bám nước. Muốn giặt cái áo này là phải ngâm trong nước đó. Rồi tiếp đến nó là cái này, tem mặc áo. Cái đời này là đời đầu thì tem mặc của cái áo này nó in trên áo luôn, nhưng mà những cái đời sau thì đương nhiên nó vẫn có tem. Nó khác cái M65 là nó ở cái chỗ là cái đời đầu là nó không có cái tem trắng in hơn, còn cái M65 thì nó có tem trắng in. Nhưng mà những cái M51 đời sau nó vẫn có tem trắng in nha. Ngoài ra nó còn có một cái yếu tố rất là đặc biệt, cái sợi dây khóa chính của nó bằng titanium. Theo như tôi biết ha, theo như anh em chơi thì hay gọi là dây titan. Siêu nhẹ và siêu bền. Nhưng mà còn cái M65 á thì cái đời đầu trước năm 71 thì dây của nó bằng dây nhôm. Đầu khóa bằng đồng nhôm, đến năm 71 72 bắt đầu nó chuyển qua là dây đồng ha anh em ha. Đó, và còn cái này là rất là đặc biệt nha, cái sợi dây nó sợi dây titan nha. Khá là đẹp luôn và cảm giác kéo nhẹ. Bản thân cái màu nó màu chì chì nó cũng rất là hay ha. Đó. Đó là những cái yếu tố căn bản khác giữa hai cái áo này. Anh em thì thích mặc cái M65 hơn là bởi vì cái M65 nó đẹp, form nó đẹp, nó đẹp, đứng cổ áo lên nhìn nó rất là ngầu. Bản thân túi nó lồi ra ngoài. Cái túi này nó không có lồi như cái M65 này, cái túi nó dày. Và nó lồi hơn cái túi này. Nên đâm ra nhìn nó hộp lên, nhìn nó ngầu ha. Còn cái áo này thì vì cái túi của nó âm và nó mỏng nên đâm ra cảm giác là nó không ngầu bằng. Đó là cái cảm nhận của tớ thôi. Bản thân tớ vẫn thích mặc M51 hơn là bởi vì nó có vẻ tiện dụng hơn mà nó nhẹ hơn cái M65 một xíu. Cảm giác đó là cảm giác của mình đi ha. Mình chưa cân thử hai cái áo, nhưng mà bình thường chúng mình một cái áo lính nó rơi vào khoảng 1,5 kg anh em ha. Đó nên là lý do vận chuyển một cái áo này nó sẽ đắt tiền hơn là vận chuyển một món đồ bình thường khi gửi hàng ha. Thường gửi đây là một cái áo này nó rơi vào tiền phí vận chuyển không hết 100 ngàn. Ok, cái clip của tớ dừng ở đây thôi. Clip sau tớ sẽ giới thiệu với anh em về cái áo Tiger Cop. Đây, tớ đang có một cái áo Tiger Cop gần như cũng mới hoàn hảo luôn ha. Rất là đẹp. Cái áo này là phiên bản, chúng gọi là phiên bản thử nghiệm ha. Đời 81 á, lúc nó chưa có sinh năm, chưa có năm sinh luôn. Khá là đẹp ha. Wow, cái áo này thì cũng khá đắt đỏ anh em ha. Giá của cái áo này tầm khoảng 8 triệu. Và cái M65 mà đời năm 1966 này của tớ thì giá của nó hiện tại đang trên dưới 20 triệu ha. Và còn cái M51 này rẻ nha. M51 này rất là rẻ tại vì cái áo này tình trạng cũng đã xài rồi, thế này nó không có mới lắm. Nó này nọ nó tầm khoảng 4 triệu ha anh em ha. Anh em nào quan tâm thì cứ call cho tớ 0913410303, tớ Tình Duy. Tớ thì có rất là nhiều áo về theo thời gian có thể phục vụ được anh em. Cảm ơn anh em đã xem tin. Chào anh em.